Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình mưa lũ trên thế giới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, siêu bão cát 100m nuốt chửng cả thành phố Trung Quốc. Gần đây thiên tai ở Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện. Sau trận bão lũ ở Hà Nam, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc cũng đã bị bão cát tấn công dữ dội trong mùa hè. Cụ thể, theo báo cáo tổng hợp từ kênh truyền thông đại lục, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc đột nhiên bị bão cát kinh hoàng tấn công. Cát vàng cuộn lên từ bầu trời đổ ập xuống kèm theo tiếng gió gào thét. Cảnh tượng trên màn hình video cho thấy toàn bộ khung cảnh giống như một vùng tại thảm họa. Ngay lập tức, khung cảnh tươi đẹp giữa mùa hè và toàn bộ thành phố bị bão cát nuốt chửng, khiến người dân trở tay không kịp. Theo báo cáo, trận bão cát giống như một bức tường cát cao hơn 100m tiến thẳng từ phía Bắc đến Nam. Tại những nơi nghiêm trọng nhất, tầm nhìn không đến 5m. Đài khí tượng thành phố Đôn Hoàng gửi tín hiệu cảnh báo màu vàng về trận bão cát có thể xảy ra. Báo cáo nói rằng thành phố Ma Nhã Đan đã xuất hiện thời tiết bão cát, dự kiến trong 12 giờ tiếp theo, Đôn Hoàng sẽ xuất hiện thời tiết bão cát khiến tầm nhìn chỉ dưới 100m, tầm nhìn tối thiểu đo được lúc 15h53. Mà trạm khí tượng tiêu chuẩn quốc gia Đôn Hoàng đo được là 791m, là số liệu nhỏ nhất đo được trong 5 năm gần đây. Bị ảnh hưởng bởi bão cát, khu thắng cảnh núi Minh Sa, suối Nguyệt Ngà tại điểm du lịch Đôn Hoàng nổi tiếng cũng phải đóng cửa tạm thời. Ngoài Đôn Hoàng, các quận Aksai, Subi, Gao Hau thuộc thành phố Đôn Hoàng cũng xuất hiện bão cát. Nhưng bão cát tại Đôn Hoàng là mạnh nhất. Bà Thái Thanh Thanh, giám đốc đài khí tượng thành phố Đôn Hoàng cho hay, trước khi bão cát đa phần xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè rất hiếm gặp. Bà nói nguyên nhân hình thành bão cát lần này chủ yếu liên quan đến nhiệt độ cao và thời tiết nắng nóng do áp suất cao tại đại lục gây ra, theo video được đăng tải bởi cư dân mạng. Bức tường bão cát cao hơn 100m cuồn cuộn ập xuống. Bầu trời tại địa phương cho thấy khung cảnh một nửa là do bão cát và một nửa là bầu trời nắng trong xanh, nhưng rất nhanh cả bầu trời đã bị nuốt chửng bởi cát vàng mịt mù, khung cảnh giống như một thảm họa trong chủ đề liên quan trên Weibo. Cư dân mạng Trung Quốc đã thốt lên: trời ơi, trái đất làm sao thế này, trận bão cát này đã quá nhanh, thảm họa ập tới cứ như một ký ức ảo giác vậy, người đi đường dường như đều trở nên xám ngoét, thật kinh hoàng, quả thực là một thảm họa quá đáng sợ. Gần đây thiên tai ở Trung Quốc đại lục thường xuyên xảy ra như lũ lụt tỉnh Hà Nam, mưa bão tại Thượng Hải, Chiết Giang. Hiện tại, thảm họa gây ra bởi siêu lũ ở Hà Nam và việc xả lũ là nghiêm trọng nhất. Giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng 63 người tử vong và 5 người mất tích trong thảm họa này. Nhưng người dân cho biết số liệu thực tế nên tính toán theo đơn vị nghìn. Ví dụ, trong ngày đường hầm tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu bị ngập, xe cộ xếp hàng đông nghịt, nhưng giới chức lại nói rằng trong đường hầm hiện chỉ phát hiện 4 người gặp nạn. Tuy nhiên, thông tin dồn dập trên Internet chỉ ra rằng số người mất tích và gặp nạn là hơn 600 người. Chỉ riêng số người đăng tải tìm người thân mất tích trên Internet đã là 1.300 người, vượt xa dữ liệu do chính quyền công bố. Mặc dù lũ lớn tại thành phố Trịnh Châu đã rút, nhưng tình hình tại khu vực nông thôn rộng lớn bị ảnh hưởng bởi tỉnh Hà Nam lại nghiêm trọng hơn. Theo một số thông tin cứu hộ từ Internet, một lượng lớn người dân nông thôn tại các thành phố Tân Hương, Hạc Bích, An Dương thuộc tỉnh Hà Nam vẫn đang mắc kẹt trên nóc nhà, trên núi suốt nhiều ngày qua. Một số khu vực nông thôn đã bị nước lũ bao vây suốt nhiều ngày. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, 362.000 người tại Thượng Hải đã được di dời. Lũ lụt tại sông Chu Sơn, Ninh Ba và tỉnh Chiết Giang cũng rất nghiêm trọng. Một số nơi nước lũ dâng cao tới 2m. Ít nhất 27 con sông đã được báo động đỏ về khả năng nước lũ dâng cao. Dị tượng nước sông Trường Giang chảy ngược, dân mạng lo điềm báo thảm họa tiếp theo. Một số đoạn video được người dân Trung Quốc đăng tải, trong đó cho thấy dòng thượng lưu của sông Trường Giang bất ngờ đổi chiều chảy ngược, khiến cư dân mạng lo ngại đây là điềm báo trước trong một thảm họa tiếp theo. Trong video, nước sông Trường Giang dưới cầu lớn Trung Bá bất ngờ dâng cao quần quận về phía thượng nguồn, xuất hiện dị tượng chảy ngược dòng. Những người quay video kinh hoàng thốt lên: trong nhiều thập kỷ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thật đáng sợ. Cầu lớn Trung Bá cũng không nhìn thấy nữa. Vì sao lại có cảnh tượng này? Trước đó, ở Tân Hương, Hà Nam xuất hiện dị tượng tuyết rơi. Và chỉ sau một tháng ở Trịnh Châu, Tân Hương liền phát sinh nạn lụt nghiêm trọng, thương vong vô số. Vậy nên, giờ đây khi dị tượng nước sông thượng lưu Trường Giang chảy ngược xuất hiện cũng khiến cư dân mạng lo lắng. Liệu đây có phải là điềm báo trước cho một tai nạn hay không? Video được đăng lên YouTube thu hút nhiều lượt xem và bình luận, trong đó có tài khoản viết:
Trung Quốc liên tục xuất hiện dị tượng, nhân dân chịu vô vàn thống khổ. Đây là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm vô số việc ác, tam phản, ngũ phản, thảm sát tại Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công. Người dân lại tin lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tay cho cái ác. Người dân phải mau chóng tìm hiểu sự thật, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt quan hệ với nó, như thế mới có hy vọng. Đây không phải là lần hiếm hoi Trung Quốc xuất hiện dị tượng. Từ năm ngoái tới năm nay, cũng vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tháng 4 năm 2010, mưa đá mang hình dáng virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, khiến dân chúng bàng hoàng. Bầu trời Thượng Hải đang trong xanh với nhiệt độ hơn 33 độ C. Đến gần trưa, đột nhiên xuất hiện cuồng phong kèm theo sấm chớp vang dội. Theo dữ liệu giám sát của mạng lưới quan trắc sấm chớp Thượng Hải, từ 11 giờ đến 2 giờ chiều có khoảng 4.207 lần sét đánh, bình quân 23 tiếng sấm một phút. Âm thanh lớn đến nỗi người dân thành phố hoảng sợ vì tưởng nhầm là xảy ra vụ nổ hay động đất. Người dân làng Kiên Cường, thị trấn Tú Thủy trả lời Epoch Times rằng họ thực sự nghe thấy rất nhiều tiếng kêu, giống như tiếng bò kêu từ hang động trên núi. Ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, chỉ trong một đêm đã bị đội quân châu chấu xâm chiếm. Từ video có thể thấy, bầy châu chấu bò đầy lên quần áo của nông dân. Người quay video cũng phải thốt lên dần, thật kinh khủng, đúng là tai họa, quá đáng sợ. Nhiều nơi ở Trung Quốc xuất hiện cảnh tượng cá liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, dường như chúng rất sợ hãi, không muốn bơi ở dưới nước. Một video đã ghi hình lại được cảnh trên bầu trời Mông Cổ xuất hiện hiện tượng năm mặt trời cùng mọc hiếm gặp. Bão số 6 tránh Đài Loan đổ bộ thẳng Trung Quốc, trời Thượng Hải tối đen như tận thế. Bão số 6 đổ bộ Thượng Hải Trung Quốc khiến bầu trời nơi đây tối sầm. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão này có lịch trình vô cùng kỳ lạ. Khi gần áp sát Đài Loan, nó quay ngoắt 90 độ và di chuyển thẳng về hướng Thượng Hải, Chiết Giang, Trung Quốc. Bão số 6 bắt đầu từ vùng biển phía tây bắc đảo Guam, với cường độ của nó suy yếu đi và tiếp tục đến Đài Loan với tốc độ chậm. Do ảnh hưởng của bão nên mực nước đã tăng lên trong các hồ chứa ở Đài Loan. Điều này như nắng hạn gặp mưa rào, vì trước đó Đài Loan gặp hạn hán nghiêm trọng, mực nước hồ chứa gần như thấy đáy. Trong lúc Đài Loan đang quan sát xem cơn bão đổ bộ thì cơn bão số 6 bắt đầu tăng tốc dịch chuyển về phía bắc, chạch về phía tây hướng Trung Quốc đại lục. Theo thông tin mà Đài Khí tượng Trung ương Đài Loan công bố thì gần trung tâm bão gió giật cấp 14, mạnh nhất có thể đạt tới cấp 16. Nói về sự chuyển hướng đột ngột của cơn bão, chuyên gia khí tượng Đài Loan Bành Khởi Minh phân tích rằng kết cấu của bão số 6 đúng là bão hoàn hảo, là cơn bão kinh điển trong sách giáo khoa. Đối với chúng ta mà nói thì cần phải nói cảm ơn, không đến Đài Loan đúng thật là quá tốt. Trời Thượng Hải tối đen như tận thế. Thành phố Thượng Hải ban hành cảnh báo bão cấp 2 với sức gió lên tới 160 km/h. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy bầu trời thành phố tối sầm như những đám mây đen che khuất các tòa nhà chọc trời. Gió rất mạnh, toàn thành phố chìm trong gió bão. Trên mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh đường phố ngập lụt, những mảnh vỡ bay và cây bật gốc ở Thượng Hải. Theo báo chí địa phương, 357.000 cư dân ven biển Thượng Hải phải sơ tán. Hơn 100.000 nhân viên được điều động tới các con phố để triển khai các biện pháp ngăn chặn lũ lụt do mưa lớn. Tất cả các chuyến bay chở khách đến từ hai chiều từ sân bay Thượng Hải đều bị hủy. Sân bay quốc tế Hàng Châu Thượng Hải cũng hủy tất cả các chuyến bay. Một số chuyến xe buýt ở Thượng Hải cũng bị đình chỉ để ngăn xe buýt đi qua cầu bắc ngang sông. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải đã bị tạm dừng bắt đầu từ tối Chủ nhật. Được biết, bão số 6 gây ngập 6 km đường ven biển ở Chu Sơn và làm đổ hơn 1.000 cây ở Thượng Hải, tiếp tục đổ bộ đến thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông, tỉnh Giang Tô. Theo truyền thông địa phương, trước khi tiến vào Thượng Hải, bão số 6 đi qua thành phố Triệu Sơn, tỉnh Chiết Giang với sức gió lên tới 165 km/h. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.